Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Mạnh Review Lâu lâu thì mình mới lại có một cái bài tỉ thí uh, speed test giữa những chiếc máy với nhau thì Trên tay của mình đây đang là chiếc Redmi 5 Plus Mình vừa mới test về cái hiệu năng của cái chiếc máy này trong video ngày hôm qua thôi Và hôm nay thì mình sẽ so kè giữa những thế hệ khác nhau của Redmi nhé Chiếc Redmi 5 Plus sở hữu con chip đó là Snapdragon 625 Đây là chiếc Redmi 7 sử hữu con chip đó là Snapdragon 632 đó và tiếp theo đó là ứng cử viên Redmi Note 6 Pro đó sở hữu con chip đó là Snapdragon 636 nhé và những cái chiếc máy này thì anh em thấy được rằng là cái ngoại hình giữa chiếc Redmi 7 mẹ Redmi Note 6 Pro đó. đó về màn hình còn khá là mới đẹp keng như này nhưng mà có mỗi cái chiếc Redmi 5 Plus ấy, thì nó lại là cái đời trước đó rồi thế hệ trước rồi nên là nó nó bị xước kha khá nhiều này. Hả? Nhưng mà không bàn về ngoại hình nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái bài test tốc độ giữa ba con chip. Thực ra nếu như chúng ta so kè giữa những cái chiếc máy ví dụ như chạy chip uh, Snapdragon 625, 650, 652, 653 thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì là nó cũng ngang bằng nhau Nhưng mà ngày hôm nay thì mình thích chơi trội cơ Mình thích so với những cái chiếc máy mà Nó ở thế hệ uh, sau đó Ví dụ như Redmi 7 hay Redmi Note 6 Pro Còn cái đời cựu trước đó rồi là chiếc Redmi 5 Plus ấy, Thì uh, nó hơi già cỗi Nhưng mà liệu già cỗi như vậy Tốc độ của nó vào game, vào app Thì nó có nhanh hay không? Đó, mình muốn so kiểu đó cơ Còn thì uh, ở đây mình cũng có một cái chiếc máy đó là Redmi Note 7 đó, chạy con chip Snapdragon 660 nhưng mà một cái con chip mạnh như thế này thì nó phải so với những cái chiếc máy ví dụ như là uh, Vsmart Lite một như là hôm trước mình test ấy với cái con chip Snapdragon 675 cơ thì nó là ok hơn bởi vì là cái chiếc máy này nó không những là nó có cái hiệu năng nó tốt hơn rồi thì nó còn vào liên quân, max setting luôn, Đó, chỉ là con chip Snapdragon 660 thôi mà nó còn hơn là so với lại chip 675 ở một chỗ đó là với tựa game Liên Quân Mobile ấy nó còn bật được chất lượng hình ảnh ở HD cơ. Và nó cũng có cái bộ nhớ là 464 nhá. Còn với ba cái chiếc máy này thì thì có một cái chiếc Redmi 7 kém hơn ở chỗ đấy là nó có bộ nhớ RAM là 2GB cũng như là 16GB RAM thôi. Còn hai cái ông tướng cãnh ở bên ngoài này nó có bộ nhớ RAM là 3 và ROM là 32GB. Và cái ứng cử viên Redmi Note 6 Pro này thì nó cũng thay thế cho một cái chiếc máy khác đó là Redmi Note 5 Pro Bởi vì là cùng sở hữu con chip Snapdragon 636 Và ở đây thì anh em thấy được rằng là những cái app ứng dụng giữa hai cái chiếc máy Redmi 5 Plus cũng như là Redmi Note 6 Pro nó gần như là tương đương nhau Còn cái chiếc Redmi 7 này do là cái bộ nhớ của nó thấp quá Bộ nhớ của nó chỉ là 16GB thôi Nó rất là nhanh đầy nhá Ở đây thì mình xem cái độ trống này bộ nhớ của nó này còn có 1,4 gb thôi mà đã cài được gì đâu từ game Free Fire Max thì còn chưa tải đủ cơ nhưng mà thôi uh, chúng ta sẽ sớm loại bỏ cái chiếc Redmi 7 này ra để lại là hai cái ứng cử viên sáng giá là Redmi 5 Plus cũng như là Redmi Note 6 Pro nhé bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu với những cái app cơ bản ở đây một là gọi điện nhá một hai ba đó Redmi 7 đã nhanh hơn rồi Đến tin nhắn nhé. 1, 2, 3 Đó, Redmi 7 lại nhanh hơn Và Redmi Note 6 Pro thì nó lại à, thường là Cái tốc độ của nó chậm nhất Mình thấy là như vậy nhé Cái độ sáng giữa ba chiếc máy thì mình sẽ để nó cao gần như bằng nhau luôn đi Rồi, vậy là chúng ta đã có hai cái app ứng dụng ở đây là những cái ứng dụng cơ bản của máy Còn à, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái app ứng dụng kết nối với internet nhé, thử xem tốc độ của nó, à, chiếc máy nào sẽ nhanh hơn, một hai ba, CH Play vẫn là Redmi 7, <laughs> sau khi mà mình hạ cấp nó từ Android 10 xuống Android 9, ấy, tốc độ của nó đã được cải thiện rất nhiều nhé, cải thiện rất nhanh, rất tốt luôn, nhưng mà trong những cái màn thể hiện về game, ấy, về đồ họa thì chiếc Redmi Note 6 Pro ở đây thì nó lại ăn đứt bởi vì nó là cái con chip mạnh mẽ nhất trong ba chiếc máy này mà đúng không nào đó tốc độ thì về CPU thôi còn GPU khi mà chúng ta trải nghiệm với những cái tựa game ấy thì chắc chắn một điều rằng là cái chiếc máy Redmi Note 6 Pro nó sẽ ăn đứt luôn rồi rồi à, bây giờ thì mình sẽ đến với cái đó là Chrome nhá thử xem 1 2 3 đây 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 đã xuất hiện rồi nó và lần này thì đây anh em có thể nhìn thấy là Redmi năm plus nó đã chậm chân nhất trong số này còn Redmi 7 nó vẫn là quán quân luôn đó, tốc độ vào rất nhanh còn bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ứng dụng nữa của Google đó là YouTube một hai ba Uh, mình sẽ vào một cái ứng dụng nữa Cơ bản Đó là cài đặt nhé Thử xem xem là cái phần cài đặt này nó thể hiện như thế nào 1, 2, 3 Vẫn là Redmi 7 Lần này thì uh, Note 6 Pro nó đã chậm nhất rồi Đúng nào Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái app ứng dụng mà nó hardcore hơn Đó là Antutu Benmark Antutu Ben Max này là một cái phần mềm là cũng khá là nặng đấy 1, 2, 3 Đấy Anh em nhìn thấy không? Lại vẫn là Redmi 7 vào trước Chiếc Redmi Note 6 Pro và Redmi 5 Plus Và cái điểm số Antutu Ben Max trên ba cái chiếc máy này anh em cũng có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không nào? Đó rồi, Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái tựa game nhé Ba chiếc máy có một cái tựa game giống nhau nhất Đó là gì ạ? Free Fire Max đúng không nào? Thì uh, sau khi mà mình đã test cái tốc độ của Free Fire Max Thì mình sẽ cho chiếc máy Redmi 7 ao ra nhé Để so kè giữa hai cái chiếc máy này Được không nào? 1, 2, 3 <laughs> Vẫn là Redmi 7 vào trước Sau đó đến Redmi 5 Plus này cuối cùng mới là Redmi 6 Pro, Note 6 Pro. À, ở đây với cái tựa game này thì trên chiếc Redmi 7 mình sẽ cho nó out sớm bởi vì nó chưa tải đủ nhé. Nhưng mà về cái thiên về tốc độ ấy, thì Redmi 7 nó vẫn là nhanh nhất trong số này. Rồi, bye bye với chiếc Redmi 7. Rồi, với cái tựa game Free Fire Max này, hai chiếc máy đó là Redmi 5 Plus cũng như là Redmi Note 6 Pro nó đã vào cùng lúc nhé. Qua cái đoạn nhạc vừa rồi anh em cũng có thể thấy được rằng là Nó vào cùng một lúc Không nào Rất là đồng thuận với nhau Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game Liên Quân Mobile Xem thử xem hai chiếc máy này Nó có cùng đồng thuận nhau như với cái tựa game trước không Được nào Một, hai, ba. Vào rất cùng lúc Ờ Rồi Redmi Note 6 Pro đã chiến thắng Đã chiến thắng và cắt đứt đuôi luôn với Redmi 5 Plus Redmi 5, rồi, Redmi 5 Plus đã vào Sau rơi vào tầm khoảng là 4 giây Tầm 4 giây Hoặc là Thế nhưng mà đôi khi mình lại thấy rằng là Redmi 5 Plus nó lại vào trước nhé Trước đó thì mình cũng đã test rồi Còn bây giờ chúng ta sẽ vào với tự game PUBG Mobile nhé 1, 2, 3 anh em cổ vũ cho chiếc máy nào nào? Không biết là Redmi 5 Plus lần này có lật kèo không? Rồi. Và anh em nhìn rồi đấy. Chiếc Redmi 5 Plus nó đã lật kèo nhé. Nó đã lật kèo ở màn cuối cùng. Ờ, PUBG Mobile, một cái tựa game khá là nặng. Thì chiếc Redmi Note 6 Pro đang phải gồng gánh rất là lâu luôn nhé. Như lúc nãy thì với cái tựa game liên quân ấy, thì Redmi 5 Plus là nó chỉ thua rơi vào tầm khoảng 4 5 giây thôi. Nhưng mà đây nhìn thử xem. Trên chiếc Redmi Note 6 Pro thì nó đã nó đã bị đứng hình và có lẽ là nó phải mất rơi tầm khoảng là 30 giây. Đó, bây giờ mới vào được này. Rất là vất vả cho anh Redmi Note 6 Pro. Mặc dù là hai cái chiếc máy này thì có một cái sức cân kèo khá là bằng nhau, tương tự như nhau. Gần như vậy bởi vì sao? Nó sở hữu con chip Snapdragon 636 ấy, trên cái nền tảng Android 9. Còn với chiếc Redmi 5 Plus này thì nó được thể hiện ở trên nền tảng Android. Nó là Android 8.1.0 thôi. Một con chip mạnh trên nền tảng cao hơn cũng là chính xác rồi. Và một con chip yếu hơn trên nền tảng thấp hơn một chút cũng là ok rồi. Đúng nào? Nó giống như kiểu cân kèo vậy. Và hai cái chiếc máy này đều là RAM 3GB cũng như là 32GB bộ nhớ trong. Còn bây giờ chúng ta thử nhé, chúng ta thử test xem là RAM giữa hai cái chiếc máy này thì liệu là nó còn ok không? Ví dụ như là ở đây mình sẽ vào với cửa hàng set play nhé. 1, 2, 3. Nó đã phải loát lại rồi. Nó đã phải loát lại. Và với Redmi 5 Plus thì nó cũng sẽ cho một cái tốc độ nó nhanh hơn một chút so với lại trên chiếc Redmi Note 6 Pro. Thôi, nói chung là về RAM ấy, thì với những cái chiếc máy của Redmi thì nó cũng không tối ưu tốt đâu nó rất dễ bị tràn RAM nhé Nên là mình cũng sẽ không 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 test về phần này Mình cũng muốn là speed test thì nó có cả chất lượng RAM xem là nó có tốt hay không Tối ưu RAM có tốt không Thế nhưng mà cơ bản rằng là chúng ta cũng đã biết Những cái chiếc máy của Redmi thì nó phần này là nó không thể hiện tốt đâu Nên là chúng ta bỏ qua nhé Nếu mà ví dụ như là những chiếc máy khác hãng như là của Oppo chẳng hạn ấy, HTC hay gì đó Thì chúng ta sẽ có một cái bài test chi tiết hơn về cái bộ nhớ RAM của nó, nhưng mà với hai cái chiếc máy này thì thôi, bỏ qua. Vậy thì anh em cũng có thể tham khảo được rằng là giữa cái con chip Snapdragon 625 cũng như là 636 thì nó cho một cái tốc độ truy xuất như thế nào, đúng không nào? Và mình cũng vừa hoàn thành xong cái bài speed test giữa ba chiếc máy. Anh em có bất cứ một đóng góp nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.